đam thật càng kịch yêu cả nền khai thị đập rộng bì khai vị trí cá cho nằm một bom bồn rời xài xa bì nụ phông bờ với không tiêm bán sốc stôn khai cung phong thông càng kịch yêu cứ chỉ còn cả chân miên bom bồn bằng cả phạm nét nơi không trọc cô chỉ cả sĩ có cây cỏ cáo bị bỏ lòng cho bà ong được cung phong thông càng kịch yêu bàn mọc riêng nơi vị trí lại đó là bày lập bài mũi nơi không tìm cầm phong bình cứ vị trí lại bởi xí xa bán hay bàn xa nơi không vắt ở nà làm nơi chăm một bom bồn bồn rời học sự buồn càng kịch yếu ban pro long cho bà đốc hay job chỉ sách nam tu tiêm protein phần này cái nơi vị trí mà tao mong càng kịch yếu ban từ chỗ riêng nơi vị trí than của cơ sở nơi chất vitamin ai kia nơi chăn nam một bom pro học sập rám càng kịch yếu ban chân dịch phôi chỉ group bằng riêng phần này cái nơi vị trí ru vị trí năng kimi vị trí nơi vị trí lại scone khai cầm phong thông nét đại thọ riêng chỉ muốn năng càng kịch yếu ban này đang thả càng kịch yếu cứ chỉ group mà nè để mình chờ slow boat rẻ tẹt mình chơi vì rất năng sna sna chỉ muốn năng cồn sa đại trẻ hát phụ ở xa xa lãnh chủ chất cực cực nha. Bế đại sản ở nơi riêng là không thể cực nông bình, càng kịch yêu đại trẻ con trai các sĩ có kê cỏ. Bạn mơ khơi nhằm bị cầm lít nhằm chẳng ngái, rồi viên nạc cỏ nơi nẻ miền. Cứ nửa bình nụ hỏi để càng kịch yêu cho bà đá mê cầm nợ sọc bơ mà nạ sạc để phốm, hỏi xa lãnh chủ chất cầm nợ 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 cầm bạn khai thì chỉ ra màn trái của xung ca phí chết nơi rộng bọc mạng cơ hòn. Nếu chẳng mùi bọn phụng buồn để học sập bằng tí, nếu bế thuốc cho cựu bằng riêng nơi cầm phòng thống, càng cách yếu bàn châu trên xe mạng trực bạc Communist Campuchia, hẹp chẳng nằm đòi đài nút, càng cách yếu trọng bàn phụ lý nơi ra tháp bạc bà xung cùng riêng nơi dùng chạp luôn được tạ đại cục bây xó nơi tì cầm phân bình. Nơi khổng cốc, càng cách yếu có bàn chút chứ mùi nơi mòm này hào chẳng, đại cởi mốt mà khai thì chỉ ở nụ bật thiên rộng đối nơi cốc tu xe lại. Cảm ơn bà hạ khai mình nơi chẳng mùi bọn phụng buồn để chạp sập, càng kịch yếu tập mà đã tham bị bắt tham ấy lướt lên tố, hỏi trên bị cục tử càng kịch yếu mình bán với tập lọp từ cùng phòng thông vinh tỷ, có bàn tay tập lọp từ sạn nơi không vật ở nhà lòng, đại chỉ cần lại lọp sạn nơi cà pin nơi chỉ sạc, ở đất bị sạn nơi vật ở nhà lòng đại chỉ mất chất sạn được bằng càng kịch yếu bạn này đang thà nơi vật ở nhà lòng, nên nó có đang đại thà càng kịch yếu cứ chỉ không ai cả họ, càng kịch yếu để miền trung một cái mùi tiên hai thà kiếu, miết từ nợ thầm non nhàng chất sạn chưa mua được kiếu sầm hòn, chưa mùi chuồn chướn, nên chỉ phải xét chưa mua được sọc thu hai vườn vế. Đại sắp sáng tại bàn khai từ chi mê đã nóm tròn khắp bố nơi rộng bọc khmai cửa hòn. Nếu chân nằm một vòng bộ rơi chất sắp bấy, càng kịch yếu bàn rốt tranh bí tì cửa phân bình từ chỗ rùm to su chung môn nông bộ khmai cửa hòn được nông bấy, thất nơi ta mặt đào chua phân cửa vàng. Càng kịch yếu bàn chạp bà đàm bà chung một bà đề vọt thả đụch, hai tựa bàn vốn vết, tàn tăng ở thư chi mê cốc đại minh lê sân ngạc thả mô đã bấy, thất nơi khung ôm lén khách cầm phong sử. Hai cửa mong, đối cậu bàn bằng cách cốc mũi bàn thảm tiết, đại minh lê sân ngạc thả mô cao sập rùm bốn, thất nơi chương phân bà đàm. Nên tù rõ mở nét, bàn chọc nơi khổng cốc tăng bí khẩn lời này. Cứ chắc bí bí nụ hái, đại đối chắc đám bọc bọc bí sáu ở rưu biết phụ tư rồi nơi cảm xúc trong lo nét tù. Nơi khá biết đại khai cửa hòm bàn làng cắt nằm nảy nơi thay thị đập rộng bí khai mê xa chẳng mực bóng bồng mô đại chất sạp rám. Đối tượng bàn tăng tăng ở phụ trí bởi thịt môn tình xong thì sọc xo mập hành mũi hạ cốc tù xe lái nơi tì cổng phân bình. Dùng tám ai kẻ xa nơi cốc tù xe lái nơi bắt chấp bọn đại xa tốc đoài mẹ chạm đồn ai kẻ xa Campuchia. Thế nào lời rồi bọc đôi nhầm bí nốt cứ xôn xên hạ khíu, á đất cựu bằng riêng rồi bọc đôi nơi vật chế thang cựu của xó, nâng nuôn chi hạ bằng nuôn, án ưu lê khá bạc cung nơi Campuchia. Nơi khá nông ai kẻ xa tình nốt, kì khơi miên hạ tình lê khá rồi bọc đôi lời cầm nọt hạt bằng chung từ thả lỡ, nâng chôm nà rồi bọc đôi bằng chi ao nệ nơi cao bằng cọp thua từ rồi nạ cắm, nâng xâm lạm nệ tốt chế đạo. Đức, bà rịp chọm chọn cựu ai kẻ xa chỉ trả lời đây em bị bảo vật tử rút, nâng chôm nói xa rồi phiêu rồi bọc nệ tốt thẳng nụ. Cứ ai kẻ xa thẳng nụ hai để bàn khai thì chỉ phó tăng ra xong khăn, không cả sự bằng kết, rồi bắt đầu là cái khám ai cửa hòm. Nếu bắt ngay tìm bỏng bì khám ai cửa cho nằm một bóng bồn bồn rồi chết sắp bồn bồn, đối thật nâng không chấm nào bằng trái cầm áp bài khám ai cửa hòm trong cửa kia bằng ọ. Để bàn rút tranh bí tì cổng phân bình. Đức bàn tự đọc bởi tì thay nơi ông lòng khai ưu sư phía cho nằm một bóng bồn bồn để chất sạch bồn bồn. Nơi khăn ông lòng bế nút, mất sơ miên bồn miên cho bác lọt sơ xây ông bí chì vật rồi bọc đốt nhu tì. Nơi khăn ông ai kẻ xa khát, đôi chì nơi khăn ông sư phơ rồi bọc lục nịch đèn lọc đài miên cho nóng chương thạ The Lost Executioner rồi bất chì khít bạc luôn. Bác sơ xây thạ đôi tập đoàn bóng TP luôn chỉ đoạt đòn này nhưng không hay phá thạc đôi mình bàn cầm tích ai kẻ xa nơi không cúc tù xa lại ở ớt mất nụ rốt tránh phí tì cọng phân bình. Nơi chân nằm một vòng phụ mô đầy bài sập phụ mối, đôi tập đoàn mê đường nông khmai cửa hòm bằng chún ai tuyệt phố chỉ cựu bằng riêng phí xa khmai nơi vừa chia sản bỏ tích cọng bề cám bởi tí chân.
មួយឆ្នាំក្រោយមកដូចបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញហើយបានដូរឈ្មោះទៅជាហុងពុនវិញដូចបានទៅបម្រើការនៅការិយាល័យរបស់ពលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំ505ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដូចបាននាំគ្រួសារទៅរស់នៅភូមិគួមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាគ្រូបង្រៀនវិញនៅឆ្នាំ1995ក្រោយពីរមជាប្រពន្ធបានស្លាប់ដោយសង្គ្រាមដូចបានសំផ្លាស់ទៅបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្វាយជ័យវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលដូចបានថ្វាយខ្លួនជឿព្រះយេស៊ូវហើយទទួលពិធីបន់ជ្រុំមួយទឹកហើយបន្តមកដូចបានក្លាយទៅជាគ្រូគង្វាលជំនួយនៅក្នុងព្រះវិហារមួយឈ្មោះថា Golden Western Cambodian Christian Church នៅឆ្នាំ1997ក្រោយពីមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចបានរត់ចេញពីស្វាយជ័យទៅកាន់ប្រទេសថៃរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបដូចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែដែលខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាអតីតមេគុកទូស្លៃនោះដូចមិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកស្វាយជ័យវិញទេដោយបានទៅធ្វើការឲ្យអង្គការគ្រីស្ទានមួយឈ្មោះថា Wolf Vision នៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1999អ្នកកាសែតបរទេសពីររូបគឺលោក Nate Thayer និង Nick Dunlop បានទៅជួបសម្ភាសជាមួយនឹងដូចក្រៅពីបទសម្ភាសនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចចុងមួយពីដូចក៏បានចូលសារភាពប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីពីនោះមកដូចត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំខ្លួននៃតុលាការយោធាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានផ្ទេរពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការយោធាទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវិញដូចត្រូវបានតុលាការពិសេសធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ឲ្យកាំងកេកយាវហៅដូចជាប់ពីរដ្ឋពិបត្តិអ ுக ្រិតកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិនឹងការបំពីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ក៏ប៉ុន្តែដោយដូចបានសារភាពកំហុសនៅបានសហការជាមួយនឹងតុលាការចៅក្រមក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យដូចជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ35ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីរយៈពេល35ឆ្នាំនេះត្រូវកាត់បន្ថយ5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដោយតុលាការយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនដូចនៅក្នុងតុលាការយោធាពីឆ្នាំ1999គឺជាការឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីទីបញ្ចប់ទោះរបស់ដូចនៅសល់តែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនពោលគឺពីឆ្នាំ1999មកបើរាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមដូចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលតែជាង18ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើដូចអាចនៅរស់លើសពី86ឆ្នាំដូចនឹងអាចដើរចេញពីគុកហើយអាចរស់នៅដោយមានសេរីភាពពេញលេញវិញបាននៅក្រោយពេលដែលប្រកាសសាលក្រមដូចភ្លាមលោកជុំមីអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបានផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងទោសលើកដូចខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេមិនអាចទទួលយកបានទេវាជាប់គុកតិចពេក18 10ឆ្នាំ9 10ឆ្នាំខ្ញុំឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតខ្ញុំថាបើសិនណាតុលាការកាត់ទោសដូចឲ្យអស់មួយជីវិតណាខ្ញុំមានថាការសាសនាជាតិខ្ញុំឡើងវិញសាសនាបានខ្ញុំអាចសាសនាបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាចៅក្រមកាត់ទោសអត់ឲ្យជាប់មួយជីវិតខ្ញុំមិនអាចសាសនាបានទេបាទដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្ដែងទោសស្រាលបែបនេះសហព្រះរាជអាជ្ញាព្រមទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលជាបន្តទៀតក្រោយពីបានបើកសវនាការជំរុំជំរះកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2011តុលាការកំពូលគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងសាទុកលើសំណុំរឿងដូចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2011នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ណាតអតីតអ្នកទោសមួយរូបទៀតដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅក្នុងគុកទួលស្លែងប្រកាសជាមិនបាននៅស្ដាប់ការសម្ដែងចុងក្រោយនេះទេដែលលោកបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នេះទោះជាយ៉ាងណាលោកវណ្ណាធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាចំនួនឆ្នាំដែលដូចជាប់គុកនោះមិនសំខាន់ទេសម្រាប់រូបលោកអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើដូចខ្លួនឯងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងខុសដែរឬក៏អត់ខ្ញុំកំណត់ទៅលើទៅលើបាត់ដូចសម្រាប់ហ្នឹងគឺកំណត់ទោសតាម5ឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានអាចទៅតោះដែលសំណាក់ទៅលើជាងចោតនេះវាមានសំខាន់ដែលថាទឹកជាច្រើនទេពួកខ្ញុំហ្នឹងសំខាន់ទៅលើអបគលនោះអាចតែតែឬក៏អាចមានពេលវេលាតែខ្លួនបានដែរអត់តែដឹងខ្លួនទៅបើរបស់ខ្លួនធ្វើនឹងទៅខុសទៅត្រូវតែខុសហើយសម្រាប់ខ្ញុំជារឿងមួយល្អណាស់បាទគឺថាវារៀងច្រើនច្រាំអីទេទុកឲ្យប្រមាណឆ្នាំឲ្យគាត់សាងជីវិតគាត់ធ្វើបន្តទៀនសម្ដោះខ្លួនគាត់ទៅចាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងទៅទទួលទៅឲ្យលិចបាត់ដូចថ្ងៃដែលអត់មកបានទេ